Rồi, xin chào anh em ha, và mình là Cáo. Cách đây ít hôm, Apple họ đã cập nhật cái phần mềm iMovie 3.0 và mình thấy nó có hai cái tính năng khá là hay. Đó là Magic Movie, nó sẽ tạo ra một cái clip từ những cái sụt mà anh em add vào bằng một chạm thôi, thì nó sẽ tạo một clip luôn rất là nhanh. Và một cái tính năng là Storyboard, thì đây là cái tính năng để anh em lên kế hoạch, biết được góc máy, ánh sáng rồi cũng như là toàn chung cận như thế nào đó để trước khi mà làm một cái clip để nó có thể smooth hơn và nhanh hơn, nó đỡ bị lộn và đỡ mất thời gian. Đó, thì trong cái video này mình sẽ test thử hai cái tính năng đó xem nó có cái gì hay và giao diện nó như thế nào và cập nhật nó có tốt hay không. Ok, cùng vào video thôi. Rồi, mình sẽ thử iMovies ở trên cái iPad của mình. Mình đã cập nhật rồi và hiện tại đang sử dụng cái phiên bản 3.0. Rồi, mình vào cái video ha. Rồi, thì trong cái giao diện chính á, thì chúng ta sẽ có ba cái thư mục để mà chọn. Thì cái Movies ở cuối cùng nó giống như là cái trình duyệt cũ thôi. Bạn sẽ add clip vào, chỉnh sửa các ghép như nào đó thì nó cũng giống như vậy. Rồi, cái đáng chú ý là cái Magic Movie ở đây mình sẽ chọn vào. Thì trong quá trình Magic Movie, bạn đầu tiên bạn phải chọn những cái sụt mà bạn muốn làm clip, thì mình sẽ chọn rồi mình sẽ chọn những cái sụt mà mình đã đi Long Đồng đợt vừa rồi, mình test những cái video progress á, nó cũng khá là hay, mình sẽ chọn vào. Thì trong cái quá trình mình chọn file như thế này, mình phát hiện ra là cái trình chọn file của iMovies mới á, nó không có hay, nó không cho mình những cái tùy chọn sắp xếp theo định dạng file, mình có thể tìm tới progress và làm rất là nhanh. Thì ở đây mình phải tìm kiếm tự động như thế này nè, rất là thủ công, rất là khó khăn ha. Rồi, đây, mình sẽ add những cái video này vào. Đó, rồi, bấm Create Magic Movie ở đây. Rồi, thì cái thao tác này nó sẽ tạo một cái clip cho bạn luôn. Bạn sẽ từ những cái clip hồi nãy mình đã chọn ra một cái clip final luôn. Đó, và bạn có thể tùy chỉnh theme hay là tùy chỉnh nhạc rồi như kia, những cái rìa thôi. Còn lại nó đã tự làm giùm bạn rồi. Vì đây là những cái clip progress nó rất là nặng, cho nên là cái thời gian nó render rất là lâu. Và mình đã tạo sẵn một cái project sẵn ha, cho bạn coi thử là trong giao diện như nào. Và khi mà nó render xong thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Một cái dãy những cái clip ở bên trái ha, và một cái màn hình view ở bên phải. Bạn có thể xem cái kết quả ngay lập tức luôn, mà nó có khoảng 1 phút lẻ 2 giây nè. Mình sẽ cho các bạn coi cái kết quả final ở cuối clip đó, để bạn biết được là nó làm hay hay là làm như nào đó, một cái clip nó trông như nào. Rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu qua những cái giao diện, những cái tool nó như nào ha. Rồi, bên trái đây là những cái clip nè, các bạn có thể xóa. Xóa là quẹt trái là xóa ha. Chỉnh sửa là bấm vào cái cây bút này đó. Nhưng mà cái đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên chọn trước đó là cái theme, nó sẽ nằm ở trên đây đó. Đây có rất nhiều cái chủ đề khác nhau, theo phong cách khác nhau, theo phong cách nhạc khác nhau, cách cắt ghép khác nhau, bạn có thể chọn từng cái như nào đó, để mà coi cái nào phù hợp với cái ý của bạn nhất, bạn thấy nó hay nhất thì bạn chọn nó. Sau đó bạn có thể chọn nhạc lại nè đó, chọn cái phông chữ khác đó, rồi bạn có thể chọn cái color hoặc là cái filter. Cái filter này là chỉnh màu cho cái clip của bạn á, thì chỉnh màu luôn một lần luôn. Mình chọn cái analog thử nè, đây vậy ha. Rồi, cái đó xong là cái chủ đề, cái cách cắt ghép xong, thì bạn chọn qua tới từng cái clip. Bạn sẽ coi cái kết quả ở phía bên trái này, bạn coi xem là nó có phù hợp hay chưa, nó có đúng theo ý bạn hay chưa. Và bạn có thể chỉnh sửa lại ở bên những cái clip ở bên trái, bấm vào cái bút này và bấm vào edit, hoặc là bạn thay thế nó bằng một cái clip khác bằng cách replay from library này đó, thì bạn có thể bấm vào để thay thế luôn. Mình sẽ edit nó. Rồi, ở cái giao diện chỉnh sửa này, chúng ta sẽ có một cái màn hình viewer phía trên, một cái thanh timeline ở phía dưới này, nó có thể chỉnh được từng clip luôn. Và đoạn nào muốn dài ngắn bao nhiêu thì bạn có thể chỉnh trực tiếp ở đây luôn. Đó. Và mình phát hiện ra một điều là mình không thể chỉnh được cái transition, cái chuyển cảnh ở giữa đây. Những cái nào mà nó có cái dấu sao, có nghĩa là nó đã có gán cái transition cho bạn rồi và có cái chuyển cảnh rồi. Nhưng mà những cái mà có dấu gạch ngang như này nè, nó mình không thể đổi được. Mình cũng chưa hiểu tại sao, mình nghĩ là cái đó nó cũng đơn giản mà, đổi nó cũng dễ mà. Rồi, một cái nữa, ở dưới đây nó sẽ là những cái tool để mà bạn chỉnh sửa các clip, thay đổi chữ nè, thay đổi phông, volume, chèn nhạc khác vào. Bạn có thể chèn được những cái nhạc mà bên ngoài, bạn chép vào file, duyệt nó ha, browser nè, để chèn vào. Hoặc là bạn có thể là up voice over, là bạn có thể chèn cái giọng của mình vào sau khi mà quay về nhà rồi á, giống như TikTok mà anh em hay làm vậy đó. Rồi, kế bên là cinematic. Cái biểu tượng này có nghĩa là nó sẽ nhận được cái video cinematic ở trên cái dòng iPhone 13 series và tùy chỉnh nó giống như là cái app mặc định luôn. Đó, cũng khá là hay. Rồi, những cái còn lại nó cũng khá là đơn giản, dễ hiểu, như speed nè, có nghĩa là tăng tốc độ, tăng nhanh lên, hoặc là cho slow motion lại, hoặc là replay là tìm một cái clip khác để thay thế một cái chỗ đó, hoặc là xóa đi. Về cơ bản, những cái tool này nó cũng rất là giống với lại những cái tool ở cái iMovies cũ. Đó, cho nên là cái điểm hay nhất của cái tính năng này chính là cho anh em một cái clip ngay, nhanh và nó gọn, có nhạc, có test, có màu, rồi các thứ sẵn hết luôn. Rồi, thì cái kết quả này mình sẽ cho anh em coi sau. Thì bây giờ mình sẽ thêm một kết quả nữa là hai. Đây, một cái kết quả này nữa. Đây, một cái clip nhỏ luôn để cho anh em coi một lần hai clip luôn, để anh em có thể thấy được là nó làm hay hay dở như thế nào. Rồi, ok, cùng vào.
Rồi sau khi mà coi xong hai cái clip vừa rồi á, anh em thấy sao? Hãy để lại cho mình những bình luận để mình biết ha. Còn mình thì thấy một vài điểm như thế này. Cái iMovie này nó mạnh ở chỗ là nó nhận được cinematic luôn, chỉnh sửa, edit, rồi phối cảnh như nào đó mà làm được hết. Nhận ProRes luôn, nhận đúng màu, đúng profile, đủ thứ. Và khi bạn export ra, nó nhận HDR luôn. Có nghĩa là khi bạn up lên YouTube, nó sẽ có tùy chọn HDR luôn. Rất là hay ha. Rồi nó cắt một cái clip rất là chính xác và nó theo cái ý mình. Có nghĩa là một cái clip mình quay nó dài, có đoạn đầu và đoạn cuối cần phải cắt, thì nó nhận diện rất đúng những cái đoạn cần phải cắt ha. Mình có quay một ví dụ như mà một cái clip mà mình đưa từ dưới nước lên, xong quay cái thác nước á, thì nó nhận rất đúng, nó quay từ đúng phía dưới, quay đưa lên ngay thác nước và đúng cái điểm mà mình muốn luôn. Hoặc là một cái clip mà mình quay có một con thằn lằn ở trên cái cây á, mới đầu mình quay 1x, xong mình thấy nó rộng quá, mình đưa vào 3x, thì iMovie đã nhận biết được luôn là cái khúc 3x này đẹp hơn, nó lấy khúc đó luôn. Rất là hay ha. Và cái nữa là nó biết được là cái đoạn nào nên để âm thanh môi trường, đoạn nào nên tắt đi. Là có những cái đoạn có những cái giọng nói, có những cái tiếng hát, tiếng thác nước chảy, các thứ rất là hay đó, và nó giữ lại. Còn những đoạn nào bị rè 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 không có gì hay á, tự động tắt đi luôn đó. Cái đó cũng rất là hay ha. Rồi có những cái điểm như thế này, có nghĩa là khi mà bạn đưa những cái suột vào trong cái tính năng này, bạn phải cho nó một chút xíu gì đó nhiều một tí. Ví dụ như là 5 giây, 10 giây hoặc là 15 giây để nó có cái đoạn mà nó cắt đi. Và khi mà bạn đưa vào những cái suột nó ngắn quá, nó sẽ không hay cho lắm. Và theo cái ý kiến cá nhân của mình đó, là nó sẽ bị kiểu random á, nó không có một cái chủ đích, không có một cái gọi nào là một cái trí thông minh nhân tạo trong đó nữa. Rồi, vậy ha. Và một cái nữa mà nó không bằng những cái app khác á, là nó không có keyframe. Một keyframe là một cái tính năng mà mình nghĩ là nên có trong những cái phần mềm chỉnh sửa video kiểu mobile như thế này. Nó không quá phức tạp nhưng mà nó sẽ cho rất là nhiều cái hiệu ứng hay, những cái chuyển cảnh rất là hay. Ok, cuối cùng là cái phần chia sẻ cái clip này nó như thế nào. Mình sẽ bấm vào cái mục chia sẻ bên phải phía trên. Chúng ta sẽ có thể copy này, chia sẻ qua tin nhắn, chia sẻ qua AirDrop, hoặc là save cái video này vào trong cái library của anh em. Và một cái chia sẻ nữa là anh em có thể bấm vào option này. Nó sẽ có hai tùy chọn. Đó, cái này mới hay nè. Đây là video và project. Anh em có thể chia sẻ cái video với độ phân giải và có HDR hay không. Đó, cái này là liên quan tới Dolby Vision với lại là ProRes nè. Rồi, có thể chia sẻ dạng project. Cái project này anh em có thể đọc bằng iMovie ở trên điện thoại hoặc là trên MacBook luôn. Đó, và có thể sửa nó ra được cái giao diện như thế này luôn, và anh em có thể chỉnh sửa từng clip luôn. Đó, và cái này mới hay ha, nó sẽ cho một cái linh động hơn. Cái người mà được chia sẻ hoặc là mình chia sẻ một thiết bị khác á, nó sẽ dễ hơn, làm việc lại được luôn. Đó, rồi, nó chỉ cái phần chia sẻ nó cũng như vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái tính năng storyboard. Đây là cái tính năng mà bạn có thể lên kế hoạch trước một cái clip dài ngắn bao nhiêu, quay cái gì, đoạn nào, quay ai, quay cảnh gần hay xa, quay góc độ nào. Bạn có thể lên kế hoạch trước. Đó, và lúc quay á, đỡ nhầm, đỡ mất thời gian, đỡ phải về nhà một đống xuồng là không biết lựa làm sao. Đó. Thì khi mà bấm vào cái tính năng storyboard đây, bạn sẽ có rất nhiều cái chủ đề khác nhau để mà lựa ha. About me nè, celebration là một cái định buổi lễ, cooking, rồi DIY là thủ công rồi nè, gaming. Nói chung là bạn có thể chọn rất nhiều thứ khác nhau. Phim nè, thank you, top 5, nói chung là rất nhiều ha. Rồi, mình chọn thử cái trip này đi. Thì khi mà vào cái chủ đề xong, thì bắt đầu bạn phải chọn thêm một cái team nữa, là cái phần mà cái giao diện nó như thế nào, màu sắc, cái phông chữ và cái style nhạc nó như thế nào. Để mà đi vào cái bước tiếp theo thì mình thường sẽ chọn cái bước studio. Rồi tiếp theo cái phần bên dưới nữa, bạn hãy chọn nhạc nè, chọn phông chữ, chọn màu sắc cũng như là cái filter để mà đi vào cái video nó theo cái phong cách của bạn nó đúng hơn. Ok, mình sẽ bấm create. Rồi ở đây bạn có thể coi được từng shot luôn ha. Nó sẽ ghi là wide shot nè, một mở đầu sẽ là một cái cảnh rộng, đứng hơi xa xa, lấy toàn cảnh khu vực đó để mà miêu tả mình đang đứng ở đâu, làm cái gì để người ta có thể hiểu. Đó, rồi title over footage nè, bấm vào xem, chạy thử nè, đó nó sẽ ra như thế nào. Rồi nó chuyển cảnh như thế nào, test để đâu, nó đều đã có hết rồi. Đó, medium shot nè, đó đó. Rồi thì cái việc của bạn á, có nghĩa là chỉ cần nhìn vào đây, nhìn vào cái bản kế hoạch này mà quay cho nó giống như vậy, cái thời lượng nó giống vậy, và bạn sẽ biết được cái kết quả luôn, nó sẽ trông như thế nào, cái clip nó bao nhiêu phút, dài bao nhiêu, làm màu như nào, góc độ nào là biết hết rồi. Đó, rồi bạn có thể add thêm, bấm add nè, một cái đoạn clip mẫu hoặc là một cái gì đó, hoặc là add clip with title. Đó, nói chung là bạn có thể add vào để mà lên kế hoạch. Rồi cái việc chia sẻ nó như thế nào, chúng ta sẽ có một cái màn hình chia sẻ bên phải góc trên ở đây, và bạn sẽ có hai cách để chia sẻ cái đoạn storyboard này đó, và bấm option nè. Bạn có thể chia sẻ cái video trực tiếp có cái hình mẫu nè, có title này, dành một cái video luôn, nhưng mình khuyên nên chia sẻ theo cái dạng là project. Cái project này nó sẽ chứa toàn bộ những cái title, những cái clip và cái giao diện nó y như thế này luôn. Bạn coi nó sẽ dễ hơn và sẽ coi bằng cái phần mềm iMovies. Đó, và mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn, chứ không phải là chỉ một cái video thôi mà kéo kéo từ từ, rất là mệt.
ha. Rồi cái này cũng khá là hay để mà anh em có thể lên kế hoạch trước, biết trước là mình cần quay cái gì, nó sẽ đỡ mất thời gian đó, và mọi thứ nó smooth hơn. Ra đó bạn có thể có cái thời gian dư để mà sáng tạo những cái khác, những cái vui vẻ hơn đó. Ok, và vừa rồi là những cái tính năng ở trên cái iMovie 3.0, và mình thấy thích cái tính năng Magic Movie hơn là storyboard. Thì thường á mình sẽ ít làm storyboard lắm, cái gì đó mà nó lớn thiệt là lớn hoặc là nó kiểu cực kỳ nghiêm trọng kìa thì mình mới làm storyboard, nó phải chính xác á. Còn thường mình sẽ quay theo cái feeling của mình, cái cảm giác lúc đó nó có vui như thế nào, nó có những cảm xúc gì đó, mình quay lại nó cũng hay hơn là storyboard. Và cái Magic Clip á mình rất là thích, tại vì mình sẽ có một cái clip luôn, rất là nhanh, rất là gọn. Nhạc á thì mình chưa biết, là không biết có bản quyền hay không, cái này phải nghiên cứu thêm. Rồi mình sẽ có thể thay đổi những cái trong đó, và cái clip á iMovies làm cũng rất là tốt, cũng khá là thông minh ở trong đó, và có những cái tính toán, những cái điều chỉnh rất là phù hợp với cái ý của mình đó. Còn anh em thấy sao, hãy để lại cho mình những cái bình luận phía bên dưới ha. Ok, và mình là Cáo, chuyên làm về camera và những thứ liên quan tới hình ảnh ha. Hãy theo dõi mình để có thêm những bài viết khác. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.